cũng giống như cơn thất tình vậy. Ai trong đời thì cũng phải thuyết trình thôi. Thay vì cứ hoang mang lo sợ trốn tránh hết lần này tới lần khác, thì tại sao không tạo mọi điều kiện để bản thân đương đầu với nó chứ? Bạn không chỉ phải thuyết trình nơi giảng đường không đâu, mà lúc đi làm bạn cũng phải thuyết trình nữa. Hãy để cả thế giới lắng nghe suy nghĩ cũng như lời nói của bạn. Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Theo mình thấy nha, một trong những nỗi sợ lớn nhất của những bạn sinh viên á, đôi khi không phải là nợ môn nè, cũng không phải là tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa có người yêu nè, mà nó là nỗi sợ thuyết trình. Như một số bạn khi mà lên thuyết trình á, thì sẽ sợ nói lắp nè, nói sai nè, sợ khán giả sẽ nghĩ là mình nhàm chán nè, rồi hoang mang với chính những điều mình nói ra, từ đó thì hoảng loạn, rồi bụng xoắn, cả người nóng hừng hực, tay chân thì tê bì, rồi bắt đầu hoa mắt, chóng mặt, thậm chí là chỉ đứng một chỗ phát biểu một hai chữ thôi thì cũng thở gấp và hoa mắt luôn rồi. Hoặc là một số bạn khác á, trước khi lên thuyết trình á thì sẽ cả người lạnh buốt, xoắn bụng vì căng thẳng, rồi trong lúc thuyết trình á thì tim đập liên hồi, chân run, hụt hơi, không dám nói lớn, hoặc là nói rất là nhanh cho xong phần thuyết trình của mình. Mình nói như vậy không biết có đúng không. Mình tin là các bạn muốn thoát khỏi cái tình trạng đó, vậy thì video này dành cho các bạn. Trước khi đi tiếp với video của mình thì không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan luôn, đó là nếu mà các bạn thấy thích video của mình thì đừng quên hãy like, share cũng như là đăng ký kênh của mình. Cái này thì mình không có ép, vì mình ép cũng ép không có được, nhưng mà mình nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi á. Ok, tên mình đi. Cũng giống như kênh thất tình vậy, ai trong đời thì cũng phải thuyết trình thôi. Thay vì cứ hoang mang lo sợ trốn tránh hết lần này tới lần khác, thì tại sao không tạo mọi điều kiện để bản thân đương đầu với nó chứ? Bạn không chỉ phải thuyết trình nơi giảng đường không đâu, mà lúc đi làm bạn cũng phải thuyết trình nữa. Hãy để cả thế giới lắng nghe suy nghĩ cũng như lời nói của bạn. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi tới những cái tiểu tiết bên ngoài trước nha. Về phần PowerPoint thuyết trình á, thì mình thấy có rất là nhiều bạn sinh viên lồng ghép rất là nhiều chữ, chi chít chữ trên một slide. Các bạn ấy cứ sợ bị sót ý ấy, hoặc là không chuẩn bị sẵn bài ở nhà. Tới lúc thuyết trình thì chỉ cần nhìn lên slide đọc nguyên si là được. Cái tư tưởng đó rất là sai luôn nha. Bạn thử đặt mình vào vị trí của khán giả xem, bạn có thích nhìn lên một cái slide mà chi chít chữ như vậy không? Cá nhân mình á, bị cận á, thì khi mà nhìn lên slide như vậy thì thú thật mình chỉ muốn nghỉ nghe luôn mà thôi. Vì vậy, một bài thuyết trình tốt á thì phải đảm bảo được cái nguyên tắc là 5x5. Tham khảo trên cuốn sách Thuật Hùng Biện. Đầu tiên là bạn không được quá 5 dòng cho một slide và không được quá 5 chữ cho một dòng. Rồi, với tư cách là người nói á, nhiệm vụ của bạn không phải là cứ đem nguyên si mọi thứ lên trên slide để cho người nghe tự đọc như vậy được. Mà nhiệm vụ của bạn á là phải truyền đạt những cái thông tin đó cho người nghe. Những cái từ trên slide á nên là những cái ý chính nè, từ mấu chốt mà thôi, ok. Về phần tiếp theo á là ngôn ngữ cơ thể. Cái này thì mỗi người sẽ có một ngôn ngữ cơ thể riêng. Có người thì sẽ cho rằng là không được bỏ tay vào túi quần, không được khoanh tay lại. Nhưng mà theo mình á thì các bạn tạm gác chuyện ấy qua một bên trước đi. Đối với những bạn mới thuyết trình á thì cứ cốt lõi vẫn là cứ thả lỏng trước, rồi qua những cái lần thuyết trình sau á thì các bạn sẽ dần dần sẽ học được ngôn ngữ cơ thể cho riêng mình. Hoặc là bạn cũng có thể học hỏi từ những cái chuyên gia trong lĩnh vực nói trước công chúng. Một trang web mà mình rất là thích tên là TED, vừa có thể luyện nghe được tiếng Anh nè, vừa có thể giúp bạn học hỏi trao dồi thêm về phong cách thuyết trình từ những người đi trước. Và một điều tối kỵ khi bạn thuyết trình luôn, đó là bạn tuyệt đối không được quay lưng về phía khán giả theo đúng nghĩa bóng và nghĩa đen luôn. Và nếu mà như vậy á thì yêu cầu bạn phải chuẩn bị bài trước ở nhà, chứ không thể nào mà lên thuyết trình rồi á thì mới nhìn lên slide đọc nguyên si xuống như vậy. Bạn có thể thực hiện một bài khởi động nhỏ cho bản thân trước khi lên thuyết trình, như là xoay cổ tay nè, xoay vai nè, rồi tập đứng thẳng nữa, đúng rồi, tập đứng thẳng, hướng về phía trước, như vậy sẽ làm bạn tự tin hơn. Và bạn có thể mở đầu bài thuyết trình của mình bằng một nụ cười.
Nụ cười thì sẽ giúp tạo thiện cảm hơn cho những người xung quanh. Mình luôn chọn cái cách này vì đơn giản mình là một người hay cười, và mình cảm thấy khi mà cười lên á thì mình sẽ giảm bớt căng thẳng cho bản thân, cũng như là mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Sau khi nói tới những cái tác nhân bên ngoài giúp bạn đỡ sợ thuyết trình hơn á, thì chúng ta hãy đề cập tới những yếu tố bên trong, đó là sự tự tin. Bạn thử nghĩ đi, một việc mà bạn tự tin á là một việc mà bạn làm tốt. Mà muốn làm tốt á thì chỉ có luyện tập thật nhiều. 90% thành công thì đến từ khâu chuẩn bị. Sẽ không có chuyện mà không làm mà đòi ăn. Bạn hãy phân chia bố cục bài nói của mình theo từng phần rõ ràng. Và phần nào thì bạn nên nhấn mạnh, phần nào mà bạn thường xuyên vấp để bạn tập luyện phần đó nhiều hơn, phần nào mà bạn nên nói nhanh, phần nào mà bạn nên nói cặn kẽ đi vào chi tiết. Chính từng cái chỉnh chu trong bài nói của bạn á mới giúp cho khán giả trân trọng và muốn lắng nghe bạn. Mình thì có một cái thói quen, đó là mình hay đứng hoặc là ngồi trước gương để mà tập luyện trước cho những buổi thuyết trình của mình. Vì mình quan niệm vậy nè, đã không làm thì thôi, làm thì phải làm tốt nhất có thể. Tùy vào những cái môn mình thuyết trình, vì ở đại học á thì có những cái môn mà khó thuyết trình, nó sẽ nghiêng về học thuật rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ vẫn ráng để cảm xúc của mình vào bài nói, nhấn nhá đúng chỗ. Vì một giọng thuyết trình á mà truyền cảm á thì sẽ để lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Vì vậy, hãy nói bằng cả trái tim, sự nhiệt huyết của bản thân. Và bạn cũng có thể luyện tập trước buổi thuyết trình của mình với một nhóm nhỏ những người bạn của bạn, nhận những cái góp ý từ họ để từ đó có thể hoàn thiện bài nói của bản thân hơn. Có một điều mà ký hiệu cùng mình mong các bạn biết được rằng á là khán giả sẽ luôn ủng hộ đứng về phía bạn hơn ai hết, hơn cô chú anh chị họ hàng, hơn cô bán rau bà bán chả cá ngoài chợ luôn, là khán giả sẽ là người mong bạn thành công nhất. Vì họ đã chấp nhận cho bạn quỹ thời gian của họ để mà ngồi nghe bạn nói, thì họ sẽ kỳ vọng ủng hộ lượng thông tin mà bạn truyền đạt đến cho họ hơn là chống đối bạn. Nên các bạn cứ yên tâm nha. Cũng đừng quên gửi một lời cảm ơn đến khán giả, những người đã nghe bạn nói. Cũng giống như mình luôn để là một lời cảm ơn ở cuối video gửi đến những bạn đã xem hết video của mình. Bởi khi mà bạn trân trọng khán giả thì khán giả mới trân trọng bạn. Và có một điều mình cảm thấy có rất là nhiều bạn sợ luôn, đó là sau khi các bạn thuyết trình á sẽ luôn có những cái cánh tay mà giơ lên góp ý phản biện. Hãy suy nghĩ theo một chiều hướng tốt đi, là người ta chú ý, người ta để tâm nên người ta mới muốn góp ý. Ok, chúng ta thường sợ những cái lĩnh vực mà chúng ta làm không giỏi, nhưng mà nếu mà cái lĩnh vực đó chúng ta có khả năng cải thiện, vậy thì tại sao không tự thân vận động đi cải thiện nó, làm bạn giỏi hơn? Nói thật thì con người có rất là nhiều nỗi sợ, nhưng mà nếu những cái nỗi sợ đó không tác động tới lối sống thường nhật của bạn thì ok, cho phép bản thân có quyền sợ đó. Nhưng mà nếu những cái nỗi sợ đó nó làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn, như là sợ nói trước đám đông, thì bạn phải cải thiện. Ok, video của mình là tới đây là đủ dài rồi. Mong là những cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu mà giúp ích được cho các bạn thì các bạn có thể share những cái video này để video này có thể tới tay được với nhiều người hơn. Từ đó giúp mình thấu hiểu được nhiều bạn hơn. Và IG của mình là Kanchiki. Các bạn có thể để lại tin nhắn hoặc là comment trực tiếp phía bên dưới về chủ đề mà các bạn muốn mình thực hiện. Cũng như là cảm nghĩ của các bạn sau khi xem hết video của mình rất là trân trọng. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình và hẹn gặp lại.